Loài người sẽ ra sao nếu tiến hóa từ động vật khác? Nếu con người tiến hóa từ loài động vật khác như chó, mèo, lợn gà thì chúng ta sẽ có ngoại hình như thế nào? Hình ảnh mô phỏng con người tiến hóa từ sư tử. Đã bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi nếu con người tiến hóa từ loài động vật khác như chó, mèo, lợn gà? Nếu con người từ chim cú thì chúng ta sẽ có thêm đôi cánh và một cái mũi. Khoàm, hình ảnh người tiến hóa từ gấu mèo. Hình ảnh người tiến hóa từ đại bàng trông khá dữ tợn và có nét điển trai, người tiến hóa từ cừu, Những bức hình được họa sĩ charles Lebrun chia sẻ lên trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc dù điều này là hoàn toàn trái với tự nhiên và phản khoa học, nhưng những người hài hước vẫn cố tưởng tượng ra cảnh sinh hoạt hàng ngày trong tình trạng bò bằng. Bốn chân, con người tiến hóa từ ngựa. Hình ảnh khó tưởng tượng của con người khi tiến hóa từ loài động vật khác đến nay con người có thể thống trị hoàn toàn thế giới. Hình ảnh con người tiến hóa từ lợn lói. Hình ảnh con người tiến hóa từ thỏ. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.